Dân Ba Tư chia sẻ cái này hôm nọ xem rồi. Kiểu là không thích người Việt Nam, kiểu không thích người Việt Nam luôn. Con không thích cái gì mà nó hành hạ lẫn nhau. Bên châu Âu cũng không hành hạ lẫn nhau hả cô? Con tin rằng với nền văn hóa. Ông bạn này giáo viên, giảng viên đại học Duy Tân đúng không? Đúng rồi. Mẹ này bị sa thải rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cô thấy những gì cô thấy đó chỉ là một bề nổi, cô có biết không cô? Em này bị mới báo đăng bị sa thải luôn rồi. Chúng ta không chờ lại những cái sự quan hệ của em cũng đã được đi học xa, em cũng đã từng kết bạn với rất là nhiều nước trên thế giới và em cũng đã gặp rất là nhiều trường hợp, nhưng mà trường hợp của cô là trường hợp đầu tiên em cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Vì em cảm thấy xúc phạm nặng nề cũng không sao. Là về một thứ nhất là cô nói là người châu Á đã động gì tới dân tộc của em đúng không? Cô nói chung là người châu Á da vàng quý tịch các thứ, xong rồi cô kêu là ở Tây thì nó sang hơn, rồi cô thì mỗi nước nó có một cái sang riêng chứ đâu phải là cô nói như vậy. Chiếu, để hỏi em nè. Mà giảng viên đang bi cho phương Tây nè. Hôm nay nghĩ là vừa rồi. Thì em phải nói đơn giản thôi, chính phủ đã hỗ trợ cho em được cái gì chưa? Em không nằm trong chuyện hỗ trợ, nhưng mà cái này hỏi giảng viên mà hỏi ngu kinh khủng. Chính phủ đang tập trung vào Sài Gòn. Mày, cái thứ nằm ngửa ăn sẵn quen à, cứ phải chờ hỗ trợ mới được. Cô hỏi em nè, em bây giờ chuyện dịch là chuyện đang gần thế giới. Cô em nói có chứ, em nói cô nghe xe máy 1.500 cây số tịch đi. Nếu mà cô nói như vậy á thì cảm thấy là cô không có sống được ở đây á, thì cô nên dừng dạy ở trường Duy Tân. Cô nên dừng dạy ở trường Duy Tân, tại vì cái việc đó em cảm thấy là cô đang xúc phạm rất nhiều người, kể cả người châu Á nói chung và cái học sinh Việt Nam, mà nói chung là không Việt Nam nói riêng. Đúng rồi, ủng hộ bạn sinh viên này. Bạn biệt cô cảm thấy rất nhục nhã về điều đó. Tại sao cũng là người mà khi mà nhìn đến những cái quốc gia khác trên thế giới, người ta được hỗ trợ rất nhiều, kể cả cái việc tiếp cận vaccine như thế nào? Bộ nó chứ nói tiếp cận vaccine là tiếp cận được sao, đang khan hiếm muốn mua chả có mà mua. Cái này không biết, không hiểu nó làm giảng viên để làm cái gì. Tại sao mà phải chịu cảnh như đó? Có thấy cảm thấy điều đó là cực kỳ nhục nhã đối với chúng ta. Bà này giảng viên ở đâu? Bà này giảng viên ở đâu? Trường đại học Duy Tân gì á. Em nói cô nghe, cô đang nói về mùa dịch, nhưng mà bây giờ cô đang nói về chuyện là liên quan là từ lúc mà khai sinh cho tới bây giờ là cái việc mà châu Á và châu Âu, cô đang phân biệt chủng tộc. Cô đang phân biệt chủng tộc. Còn hôm nay cô không tranh luận thêm về điều này nữa. Chúng ta không đồng quan điểm. Em không có nhục nhã về điều gì, chỉ có cô nói là cô nhục nhã. Chỉ có cô nói là cô nhục nhã thôi, chứ còn không có ai nói nhục nhã đây. Cô đang nói về trình độ văn hóa, trình độ văn minh. Ý là cô nói là người Việt Nam ngu dốt rồi hay sao? Cô nên nhớ nha, là có rất là nhiều. Không nhớ gì hết, có là cái cô thấy. Em xem lại thái độ của em đi. Tại vì em cảm thấy bức. Rồi, mọi người thấy cái một cô giáo giảng viên đại học của một trường mà có những cái nhận xét tự nhục về người châu Á, về đất nước. Với lại hai nữa là không biết là cái sự hiểu biết của cô này đến đâu. Vaccine Việt Nam đang mong mỏi từng liều một mua cũng không được, chứ đâu có phải là không mua. Nói chung là cô này thiếu kiến thức. Dạ. Thiếu kiến thức thì rõ ràng rồi, nhưng mà cái vấn đề là cái quan trọng là cái hình thức tự nhục của cô ấy. Nếu kiến thức là cậu này phải hơn em sinh viên. Thiếu kiến thức và kém về nhận thức. Kém về tư tưởng tư duy. Cái là tư duy còn vọng ngoại. Nó như thế, cái điều vọng ngoại. Dạ. Nói chung em cha xin chia sẻ xíu về cái giảng viên này nè. Nói chung nói về kiến thức thì đương nhiên cô này phải hơn em sinh viên này nhiều. Nhưng mà chúng ta rõ ràng chúng ta thấy em sinh viên này phản biện một cách coi như là em tự hào về dân tộc chứ. Ai, bất cứ ai
mình có thấp kém như thế nào đi chăng nữa thì mình phải tự hào về dân tộc của mình. Cái đó là cái điều đầu tiên mà một con người phải phải biết được cái điều đó. Thì cái cô giáo này là một cái kẻ gọi là nó tự nhục về nguồn gốc xuất xứ. Bây giờ mình so sánh thôi, bây giờ cái giảng viên này nghe là biết là cái loại nâng bi cho phương Tây, nâng bi cho nước Mỹ, thì bây giờ mình chỉ cần nói sơ sơ thôi. Bây giờ bà ta nói là em được hỗ trợ cái gì? Giờ mình chỉ xin nói là ở Việt Nam này chúng ta bị mắc Covid, chúng ta được chữa trị miễn phí không? Đúng không? Bên Mỹ có được như vậy không? Bên Mỹ có những cái hóa đơn chữa trị lên tới hơn $1 triệu. Hơn $1 triệu. Có một cái bà thì gần $1 triệu và một cái ông hơn $1 triệu. Thì các vị thấy nếu mà $1 triệu đó là bao nhiêu tiền? 20 mấy tỷ, 23-24 tỷ đồng tiền Việt Nam. Trong khi ở Việt Nam chữa miễn phí. Thì bà ta có nhìn thấy ra được điều đó không? Đó. Rồi cái thứ hai nữa, Việt Nam này chúng ta đã làm thế nào, ứng xử thế nào với con Covid này, cho nên chúng ta mới có cái hiệu quả như ngày hôm nay. Tỷ lệ chết vì Covid rất thấp, mới có 3 ngàn mấy thôi. Trong khi nước Mỹ gần 650 ngàn người chết rồi. Vậy thì cái bà này bà tung hô cái gì ở nước Mỹ, ở cái xứ tư bản? À, chú xin, hay là bà muốn qua đó để bà được lên thiên đàng? Chú xin bổ sung cái chỗ này này. Bình thường có những người mà gọi là cũng có kiến thức ở trong nước mình đó, cái thứ nhất là cái tư duy của họ là vòng ngoại, cái thứ hai là họ không có đi ra một cái thực tế, họ không nhìn thấy mà họ chỉ nghe những cái người mà đang sống ở hải ngoại mà kém cái nhận thức nữa truyền đạt lại, rồi bắt đầu họ ngộ nhận. Cái thứ nhất họ luôn lúc nào như cái cô giáo nói là tại sao ở các nước đó là dịch rồi nhà nước người ta giúp đỡ hay là trợ giúp này, xin thưa với cô giáo ở chỗ này là nhắn để ra thế này, ở những các nước phương Tây tư bản đó, nó lấy từng giọt mồ hôi từ đồng tiền lao động của những người dân, thì từ chỗ đó nó mới có tiền để nó giúp lại cho người dân. Còn ở Việt Nam chúng ta, nhà nước có lấy bao nhiêu? Tôi nói ví dụ nội mà các bạn ở bên Đức này nha, các bạn đi xem truyền hình mỗi tháng á, truyền hình quốc gia là chứ không có cái, không có là cáp nha, truyền quốc gia là những là gọi là truyền hình chính thống đó, một tháng một quý là bạn phải đóng 50 euro, khi mà có cáp nữa là bạn phải đóng lên trên nữa, đúng không? Nói về rác, mỗi gia đình phải mua một cái thùng rác, chỉ cần anh đăng ký tạm trú cái số nhà đó là tự động cái hóa đơn tính rác nó sẽ đến tới cho bạn này. Cái thứ hai, cái thứ ba, nước xài, ví dụ bạn xài một khối nước một nó tính bằng 1 đồng, nhưng mà cái nước thải ra nó tính bằng 2 đồng. Đấy, tất cả mỗi cái gì cũng tiền hết. Một tháng mà bạn thu nhập chỉ cần 200 euro, nhà nước nó phải chặt thế bạn. Bạn biết không? Nó bắt bạn phải đóng thế bảo hiểm. Lương bạn ít, bạn phải đóng tiền ít. Kể cả bạn mà dân người Công giáo, bạn đi nhà thờ một tháng, nhà thờ nó cũng lấy bạn 20 euro. Nhà thờ nó cũng lấy bạn 20 euro nếu là bạn là Công giáo. Đúng không? Vậy thì hỏi thử sư nhà nước mình. Bây giờ bà cô giáo đó, nhà nước đánh thế bao? Bà cô giáo một tháng bao nhiêu? Nhà nước đâu đánh thế đâu. Và tất cả những người lao động, ví dụ như bây giờ Tấn Phát, em đi làm, ví dụ như em đi làm một tháng cho cơ quan nước ngoài, cho những cái cơ quan tư nhân đi. Một tháng 15 triệu em có đóng một mặt thế nào, nhà nước có lấy thế? Ở Việt Nam giáo dục, y tế là được miễn thuế đấy chú Phú. Đúng không? Đúng không? Dạ đúng. Thì đúng. Mình không thể nào mình bảo là nhà nước phải hỗ trợ, tại vì nhà nước có lấy thế anh đâu. Đúng không? Nó khác biệt. Chúng ta phải hiểu ở cái chỗ đó. Thì cái quan điểm cái cô giáo này là chỉ mình tin chắc là cổ chỉ nghe người thân hay là nghe những cái gì mà những cái bọn mà gọi là ở hải ngoại mà bắt đầu chia sẻ thì cái nhận thức của cô nó rất kém. Đấy, điển hình như bây giờ thằng Cù Hí Hà Vũ mới là những cái con mà gọi là dân chủ cũ ngày xưa đó. Những cái thằng mà gọi là tù nhân đó, là lương tri này cái đó là bị bắt bây giờ là cho ra nước ngoài đó, cái đám đó bây giờ mới ngộ nhận ra. Sự ngộ nhận nó quá muộn màng, đúng không? Bây giờ ao ước được trở về Việt Nam không được, đúng không? Là việc với cái sự ngộ nhận, với cái trình độ giảng viên của cô giáo này mà cho sang bên Đức, bên Mỹ thì lại là một cái người lao động chân tay ngay, có cái gì đâu, ở nhà thì còn được là giảng viên, là cái giáo sư.
sang bên đó đừng thì nói đó, bây giờ như thằng cu hè vũ đó, một thằng đại luật sư đó cũng đi du học nước ngoài đó, bây giờ ra nước Mỹ làm gì? Trên cái thực tế rồi nó sẽ làm nước Mỹ, những nước phương Tây á, là những cái nơi đốt cháy những cái tư tưởng, những cái con người mà vòng ngoài. Đúng. Tùng mà nói đi, có gì góp ý đi. Em thì cái cô giáo này em sẽ chia sẻ theo cái thiên hướng em là người đi dạy nha mấy anh chị. Em chỉ chia sẻ cái phiên hướng này. Nếu như cái nhà trường Duy Tân này á, mà sa thải cô giáo này về cái năng lực giảng dạy á, chưa tính đến cái quan điểm chính trị nha, em chỉ nói đúng về rồi, năng lực giảng dạy thì em đồng ý, em đồng ý cũng cho rớt luôn. Cái thứ nhất đúng, là do đúng. Sao? Cái nhất là cái phương pháp dạy học của đại học á, là gì? Là cô sẽ gợi mở cho học sinh tìm tòi cái kiến thức, chứ cô không có áp đặt. Còn cái bà này bả dạy đại học mà vô bả vô bà cứ áp đặt không à. Ở Việt Nam là nghèo đói, cái dân Việt Nam là nghèo đói thế này thế kia, là bả áp đặt là bả sai, là bả sai về cái quan điểm dạy. Rồi sao? Rồi khi mà học sinh bà này là mang cái mùi phản động à, mang cái nghe cái tính cách dạy dạy của bà này mang cái mùi phản động. Bả có một cái nữa, cũng không có chấp nhận trong cái chuyện mà giảng dạy đại học là cái gì? Khi mà sinh viên người ta bắt đầu có phản ứng thì bả lại gay gắt lên. Chứ giáo viên không phải làm như vậy, tức là chúng ta sẽ phải điều hòa, tức là dạy đại học không phải là dạy mầm non, dạy cấp 1, mà mình phải biết điều hòa, biết dẫn dắt học sinh. Nói chung đúng hay sai gì chưa biết, nhưng mà phải có cái cách để mà dẫn dắt học sinh, chứ không phải là mình áp đặt cái chuyện này chuyện kia về cái vấn đề đó. Và cái thứ hai, cái thứ ba là cái bà này em thấy về cái tư duy của bà về về cái đất nước là bà sai lầm. Tức là bả dạy cho sinh viên, bả dạy cho học sinh thì phải bả dạy cái hay cái đẹp của đất nước thì bả không dạy, mà bả đi tuyên truyền, bả cố tình bả tuyên truyền, bả đưa những cái thông tin sai lệch, bả nhấn nhá, bả tuyên truyền những cái điều không đúng, rồi giống như là bả muốn tiêm nhiễm cho những cái đứa trong những cái đứa học sinh của bả là phải có cái gì đó gọi là chống chính quyền, có cái gì đó phản ứng với đất nước, nhìn phải tệ hại. Thì cái điều đó em cũng không có chấp nhận trong giáo dục, bởi vì đã là giáo dục thì phải dạy cái đẹp, dạy cái hay, cái hoa mỹ thì mới là giáo dục. Còn giáo dục mà anh chỉ hướng đến cái chuyện là kiếm những cái dơ, cái bẩn, cái xấu thì không phải là giáo dục, cái đó là phi giáo dục. Em nói thẳng đó là cái cách đó, cách phi giáo dục. Rồi về phương pháp mà bà đặt câu hỏi á, em nói thẳng với anh chị luôn, em đã quan sát bà này bà dạy nè, mấy anh chị sẽ chú ý là mấy là bà chuyên gia đặt câu hỏi đóng. Bà hỏi vậy nè, bà nói em có thấy là đất nước này có tiêm vaccine không, rồi có được nhận cái gói hỗ trợ gì không? Thì trong giáo dục á, người ta nói rằng những cái câu hỏi đóng là những cái câu hỏi không có đạt được cái tính giáo dục. Đúng không? Tại vì cái câu hỏi đóng nó rõ ràng là nó chỉ dẫn dắt, nó dẫn dắt người ta thôi, chứ nó không gợi mở, nó chỉ đẩy người ta theo cái ý của mình, chứ nó không có gợi mở trong đầu sinh viên học sinh cái gì mới lạ. Cũng như bên Mỹ nè, những cái giáo sư mà khi mà họ vào trường đại học, họ đâu có hỏi rằng là các em thấy nước Mỹ có nhân quyền hay không. Bây giờ là học sinh nó trả rằng là nước Mỹ có nhân quyền, thì bà cô giáo mà nói rằng là nước Mỹ này là nếu mà có nhân quyền thì nó làm gì mà trục xuất người ta, hay nó làm gì mà cùng chân những cái người mà bị ở tù ra mà sau khi mà nó phải cùng chân, đúng không? Mà không thể nào mà để cho một người gọi là không có giấy tờ, không bao giờ những người ta đưa những cái đó ra, mà người ta sẽ gì giáo dục con người về chuyên ngành để học sinh nó có một cái kiến thức áp dụng vào cái chuyên ngành đó, hay là về cái đạo đức về xã hội, là lúc nào người ta cũng nói về đất nước đó, về nói về con người nó tốt đẹp, người ta không bao giờ đưa những cái tiêu cực, tại vì cái phạm vi của trường học nó không bao giờ nó đưa một cái vấn đề tiêu cực vào vấn đề đó. Nào, bố cầm lên lại đi để mình xem là bàn về cái bộ xây bà đây là không phải dạy dạy mà là lấy đất nhà nước để tuyên truyền phản lại đất nước đấy, tư tưởng đó. Tại bữa nào phát để làm mấy cái kiến nghị đi, anh em ký tên để gửi đến cái trường đó. Không đó thật em mà em mà sẽ em có ý kiến thêm về cái bữa nào phát ra lấy số điện thoại dùng trường đó, chứ gọi về nói chuyện với ban giám hiệu cho đó. Lâm Phong nói đi, em xin có ý kiến về cái bà gọi là giảng viên trường đại học này một chút. Thứ nhất là vừa rồi thì có tờ báo có báo đã đăng là trường đã sa thải, thì nói chung là đa số các cái ngôi trường của nhà nước xã hội chủ nghĩa này không ai chấp nhận cái người giảng viên có cái tư tưởng như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam có một trường có khả năng tuyển được bả,
với cái tư tưởng này, đó là trường Fulbright. Trường Fulbright sẽ tuyển. Thật sự là cái trường Fulbright là trường của Mỹ đó. Nếu cái tư tưởng đó trường Fulbright sẽ tuyển. Tôi xin khẳng định một điều như vậy. Bởi vì các bạn, nếu các bạn hiểu trường Fulbright thì các bạn sẽ biết là cái tư tưởng nó sẽ như thế nào. Một cái trường của Mỹ thành lập ở Việt Nam. Thì mình chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Bây giờ mình nói thêm cái vấn đề lúc nãy, hồi nãy chú Phú có nói là ở bên tư bản, có nghĩa là chúng ta đóng thuế thì nhà nước tư bản nó trả lại cho chúng ta. Cái đó là cái điều đương nhiên. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy một điều, giáo dục y tế ở Việt Nam không phải đóng thuế. Nghĩa là cái bà giảng viên này bà không đóng thuế. Nhưng nếu bà bị Covid, bà vẫn được nhà nước Việt Nam này chữa miễn phí. Nếu bà chết vẫn được mai táng miễn phí. Còn ở nước Mỹ đây, ở nước Mỹ đóng thuế một biết bao nhiêu thuế, nhưng khi vô chữa Covid thì có được miễn không? Có được có phải đóng tiền? Nói là chữa, bây giờ đừng nói là phải đóng tiền. À, đừng nói là chữa, tao không chết rồi đó. Cái cộng đồng Việt Nam chết rồi mà không có tiền mà nước mình đưa đi thiêu không, chứ cắt lại một giây thôi mà đi thiêu rồi mà không có tiền đóng để lấy cái tro cốt về nè. Nói cho bà cô giáo nó biết vậy. Đấy. Thì con nói là đây nè. Vừa rồi báo Mỹ đăng nha, một người phụ nữ tên là Santina Rusci chữa Covid xong nhận hóa đơn viện phí gần 1 triệu đô la. Sau đó mấy ngày thì đến lượt ông Michael Floor, 70 tuổi, chữa xong sau 2 tháng thì nhận một hóa đơn hơn 1 triệu đô la. Nếu như ở Việt Nam họ có tốn tiền không? Chắc chắn không. Vậy tại sao nước Mỹ giàu có như vậy? Họ đóng thuế nhiều như vậy, nhưng họ phải trả một cái gọi là một cái khoản viện phí khổng lồ như vậy. Và những cái kẻ chống cộng ở bên Cali, nếu bị nhiễm Covid, có dám vô bệnh viện không? Hay là nằm chết bờ chết bụi? Hên thì sống, không thì chết. Nếu mà vô thì sống thêm 3 đời nữa, trả chưa hết 1 triệu đô đó. Một con số khổng lồ. Quay trở lại cái bà giảng viên này, bà nói những cái câu không thể chấp nhận được. Bà so sánh cũng hoàn toàn khập khiễng, nói tư bản là nó phải lo, nó lo cho dân này kia, trong khi ở một cái đất nước cộng sản nghèo như vậy, họ lo tới mức độ đó, nhưng mà là một giảng viên tại sao không hiểu, không biết, không nắm, mà có cái tư tưởng gọi là nhục, tự nhục, không thể chấp nhận được. Và cái việc mà đọc cái thông tin mà bà bị sa thải, vui lắm, thật sự vui. Những cái loại đó thì không thể chấp nhận, bởi vì không chỉ riêng một mình bả mà bao nhiêu thế hệ học sinh, sinh viên sẽ bị tiêm nhiễm cái thứ tư tưởng dốt nát, cái tư tưởng gọi là tự nhục đó. Tư tưởng nâng bi phương Tây, nâng bi thư bản, không thể chấp nhận được. Bây giờ mình có một vấn đề mà nước Mỹ vừa rồi mình thấy rất là nóng, cái vấn đề mà ông gì Andrei Đỗ á, cái này mình không bàn nữa tại vì nói nhiều rồi. Mình không bàn về cái việc mà của ông Andrei Đỗ, nhưng mà mình thấy cái việc mà phân biệt, đúng không, phân biệt màu da, phân biệt sắc tộc tôn giáo ở nước Mỹ nó tiêm nhiễm rất là sâu rồi. Cũng là người châu Âu và những cái sắc dân khác, châu Phi, châu Á. Tại sao một cái đất nước gần kế bên là Cuba, họ cũng có người da trắng, cũng có người da đen, tại sao họ rất là đoàn kết? Ở Cuba không bao giờ có chuyện phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và người da đen. Tại sao vậy? Cũng là người châu Âu với người châu Phi. Mỹ là người châu Âu và cái người gốc Phi, mình chưa tính nói tới người châu Á. Thì tại sao lại một cái đất nước tư bản như nước Mỹ lại phân biệt chủng tộc, trong khi Cuba là một cái đất nước xã hội chủ nghĩa không hề có chuyện phân biệt chủng tộc? Vậy thì ở đây là do con người hay là do chế độ? Chế độ tư bản tốt hay là chế độ chủ nghĩa tốt? Một cái đất nước Cuba nó sát bên thôi, họ có da trắng, có da đen, nhưng mà Cuba không bao giờ có chuyện phân biệt chủng tộc. Vậy thì cái này là do đâu? Do con người hay là do chế độ? Chào Hưng. Chào Hưng. Nói để thấy, nói để mọi người thấy là cũng người châu Âu với người châu Phi, nhưng ở Mỹ hoặc các nước châu Âu bây giờ, Anh, Hà Lan, Pháp,
đều có cái phân biệt chủng tộc. Chúng ta coi đá banh chúng ta thấy rồi, nước Anh vừa rồi phân biệt chủng tộc với chính cầu thủ người da màu của nước Anh đó, họ phân biệt chủng tộc ngay cái cầu thủ của họ, trong khi ở Cuba đó không hề có cái chuyện gọi là phân biệt màu da, phân biệt chủng tộc. Thì lý do tại sao? Đó là chế độ xã hội chủ nghĩa không cho phép những cái chuyện đó xảy ra. Cho nên bọn nó lúc nào cũng tung hô tư bản là thiên đường là số 1 là thế này thế kia, nhưng mình cái phân biệt chủng tộc là nó vi phạm nhân quyền rất là ghê gớm. Nhân quyền chứ là cái gì nữa?